Sau khi bỏ công việc lao động ở nước ngoài để về quê, anh Đặng Công Hảo nhân nhóm ước mơ phát triển kinh tế trên chính quê hương của mình. Tình cờ trong một lần đi du lịch ở miền Nam, anh Hảo biết đến nghề nuôi ốc nhồi. Cuối năm 2016, anh Hảo thử nghiệm nuôi ốc nhồi bằng nguồn ốc có sẵn tại ao hồ xung quanh nhà. Ban đầu anh Hảo thất bại khi ốc liên tục chết, nhưng anh không nản chí mà tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm xử lý ấp trứng ốc. Khi làm chủ quy trình nuôi, anh Hào đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 3.500 m2 ao hồ của gia đình để nuôi ốc. Cái đặc điểm của con ốc này thì về nguồn nước là phải sạch. Và cái thời thời vụ nuôi của nó thì tư tâm khoảng tháng 3 âm trở đi đến tháng 11. Đấy. Còn về nguồn thức ăn của nó thì chủ yếu là tần dùng là chủ yếu. Và và, và, và một phần nữa thì ví dụ như là mình không đủ thì mình cũng phải mua thêm như là hoa quả. Đến nay, mỗi năm anh Đặng Công Hảo bán ra 2-3 tới tấn ốc với giá 80.000 đồng 1 kg, cung cấp ốc giống và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con hơn 1 triệu con giống với thu nhập hơn 300 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, mỗi năm anh Hảo cũng thu về vài trăm triệu đồng tiền lãi. Thông qua các hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội Facebook, anh Hảo đã kết nối với thị trường tiêu thụ ốc nhồi trong và ngoài tỉnh, ốc giống do anh Hào sản xuất được thị trường đánh giá chất lượng. Con ốc thì cũng muốn là nhân rồng ra cho ba con cùng phát triển. Nhưng mà đòi hỏi một cái là cũng phải ba con nó phải tìm hiểu kỹ trước khi nuôi. Bởi vì thì nó cũng phải thực sự sự mà nói nó cũng phải đòi hỏi là mình học hỏi nhiều. Đấy. Thì cũng muốn là mình mở rộng cái mô hình hơn nữa để 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 đưa cái con ốc nó 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 phát triển hơn. Hiện trong ao nuôi của anh còn khoảng hơn 3 tạ ốc bố mẹ phục vụ sản xuất con giống trong năm tới. Vì vậy, dự định sắp tới của anh là mở rộng diện tích, tìm kiếm những hộ trong thôn, xã có ao hồ rộng để hợp tác liên kết phát triển nuôi ốc nhồi. Trong thời gian qua thì ban hưu vụ đoàn xã cũng thường xuyên chủ trọng phát triển các cái mô hình kinh tế thanh niên. ở trong đó thì cái mô hình kinh tế của đồng chí Hảo là một cái mô hình tiêu biểu mang lại cái thu nhập cao. À, đồng thời là cũng là à, tạo cái um, công ăn việc làm cho một số đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn. trong đó thì cái phát triển cái uh, ốc giống cũng như là ốc thịt cung cấp cả cái nguồn uh, nguồn ốc thịt cho các cái uh, quán ăn, các cái địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. đồng thời là cùng cung cấp uh, cả cái nguồn giống trong địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh.